Anh, cái chùm sồi này sao cái da của nó còn nhỏ mà em thấy nó nám nám kỳ vậy anh hả? Biết nó có bị gì không? Nè, chưa trơn thấy da nó nám nám, nó rạm nắng à. Cái chùm này nó quá chừng trái luôn rồi nè. Thấy hai mê dễ sợ không? Ham không? Còn dưới đây nè. Đó, mấy cái chùm mà nó ít trái á thì trái nó to ha. Còn chùm nào mà trái nhiều quá đó là thường là trái nó sẽ nhỏ lại, nó không có được to cho lắm. Đó, trái ham không? Bữa nay ông thợ đi làm về là phải đi ra vườn liền để trồng dùm 2 cây bù ngót. 2 cây bù ngót này là mình tiễn ở dưới nhà của bà chị Bứng nè, ở nhà với chị Hai Cát không mình ha. Nè, cầm lên một cái nó rã ra liền luôn rồi, nó không có đất thịt cát không à, cho nên dưới trồng cây nó không có được tốt. Đó, cái khuôn đất này là đã chuẩn bị sẵn nè. Đợt trước mình trồng cái rau xà lách á, nay là nó đi rồi, bây giờ mình sẽ bứng 2 cái cây này, hạ 2 cái cây bù ngót này xuống, cái là nó ra lá ha, tuốt lá bù ngót với lại rau mồng tơi, rau dền nó mình ươm đằng mấy khuôn kia rồi, là vô nấu canh tôm là thôi khỏi chê luôn. Ngon, nó ngọt, ngày xưa em không có biết ăn nó, nhưng mà giờ ăn nó rồi á thấy ngon á chứ. Mấy cái cây này là cây mướp nè, mướp Đài Loan đó, không lo trồng mà để không tưới nó khô, nó héo, nó chết luôn nữa, cũng dễ sợ không. Bây giờ mình sẽ trồng nó xuống. Đây nè, mấy cái chỗ này á là chuẩn bị sẵn hết rồi, mình trồng ở trong cái thùng. Cái đó là phân đó anh, phân gà, phân bò trộn lại đó. Dạ, giờ anh chỉ trộn nó với đất thịt rồi anh bỏ vô cái chậu thôi. Mấy cái chậu này á là mình đã cắt cái đít nha, chứ nó không phải là chậu nguyên đâu, mình cắt cái đít đó để ở lớp trên, để ở trên đó mình trồng để dễ tưới, dễ chăm hơn, với lại nó giữ nước. Mới đi làm về là ra vườn liền rồi đó, đi cực quá mà, khổ quá mà, vợ con gì nó đài quá chịu không nổi. Có vợ để đài là cũng vui rồi. Có vợ để sướng ta, có vợ để đài là vui. Nhớ câu này nha nha, mai mốt mà có sai nhờ làm cái gì là không có than vãn nha. Người muốn có người đài mà không có. Hồi sáng anh Hai anh xuống anh trả cái cưa cho anh á, rồi anh Hai lấy hết cây mướp của em rồi. Ồ, anh trời. Này là mướp Đài Loan. Cái loại này mình năm rồi mình trồng cái vàng đằng trước bên hông đó, hái trái quá chừng ham luôn, ăn ngon lắm, ngọt, chắc thịt ngon lắm. Nhanh gọn lẹ ha, nó đi nhào ra một cái là lướt sơ một cái là trồng được hết. Kỹ sư canh nông. Kỹ sư canh nông. Chuyên trồng các loại cây. Anh cứ ghim xuống đại thử đi, anh đừng có giục nó. Bỏ hả? Rồi xong nguyên một cái hàng này. Chỗ này thì nó không có được nắng cho lắm, nhưng mà thôi kệ, mình cứ trồng. Năm trước nữa mình có trồng bầu rắn ở vàng này nè, thì trồng cũng được lắm. Xong rồi anh lấy cái chậu này xuống giùm em luôn nha anh. Em bỏ rồi, chậu dưa leo rồi nè. Mình đã rút được kinh nghiệm 2 năm rồi, mình trồng dưa leo mà ở trong cái chậu mà treo lên á là mình thấy nó không có chịu nha. Không biết đã ai mà có từng trồng qua mà giống như mình mà trồng trong chậu mà treo á thì coi nó có tốt không mình không biết, chứ nhà mình trồng 2 lần rồi. Cây nào mà trong chậu treo lên là đều bị nó vàng và nó như thế này, nó không có phát triển, nó không có tốt. Đó, cho nên là tháo xuống bỏ hết trơn rồi. Cái chỗ này hy vọng là chừng vài tháng nữa là mình sẽ có mướp mình ra mình thu hoạch nha. Để cho anh Long mình đi lên sân trước, anh sẽ trồng tiếp tục mấy cây mướp trên cái vàng bên hông trước á, cái loại mướp táo. Bây giờ thì mình sẽ lại đây mình thu hoạch luôn mấy cái rau gì nè, rau giáp cá. Cái này cắt vô mình chấm cá kho ăn, với lại là cắt luôn mấy cái rau cải son này. Mấy cái rau này á mình nấu canh với thịt bằm ăn rất là ngon nha. Mấy cái rau giáp cá này nó dễ trồng dữ lắm và nó nhảy nhanh lắm nha. Mình trồng ở trong cái khuôn á, mình hạn chế nó lại, chứ nếu không á là nó nhảy khắp vườn luôn, nó mạnh lắm. trồng chỉ một khuôn thôi á là tha hồ mà ăn. Khoảng chừng vài tuần nữa là mấy cái khuôn xanh này của mình á, nó sẽ có nhiều rau để cho mình ra mình thu hoạch nha. Còn bây giờ á, là mình mới ươm lên á, nó lên được chút chút thôi, chưa có thấy nó xanh rườm ở chỗ này cho lắm. Cái này cắt một chút xíu là mình được nguyên một rổ luôn nè. Như đây là cũng nhiều lắm nha. Như đây là mình nghĩ mua ngoài chợ chắc khoảng chừng 3 cho tới 4 bó đó chứ không ít đâu. Như ghê chưa. Nhưng mà cái lá nó hơi bị vàng ha, tại vì mình không có cắt á, mình để nó hơi bị già rồi. À, hôm nay có cái món ăn cần phải có rau này cho nên mới ra cắt nè, chứ bình thường á mình đâu có ăn đâu, cho nên để cho nó già luôn. Bây giờ mình cắt mấy rau cải son. Mấy cái rau cải son này á mình ăn tốt lắm nha. Không đầy một phút là mình đã thu hoạch xong 2 cái khuôn rau rồi nè cả nhà. Đó, rau cải son vô nấu canh ăn với lại rau chấm cá. Mình sẽ chấm với lại thịt kho hoặc là cá chiên đó, làm nước mắm ngon ngon đó là mình chấm ăn là khỏi chê luôn. Mấy cái rau dền này hổm giờ mình cũng ra thu hoạch là 1-2 lần rồi đó, nhưng mà mình cũng lười á, không có quay video đó. Anh Long ảnh trồng xong 2 cái cây bù ngót ha, rau dền, bù ngót, mồng tơi, tuốt lá nấu canh ăn là nhức nhói luôn. Bên đây mình còn một khuôn này là rau tía tô này, thu hoạch nó luôn nha, thu hoạch rau tía tô này luôn. Cái rau này bữa hổm mình cũng ra thu hoạch rồi nè nè, ăn bún bò, ăn bún bò Huế. Đi ra ngoài vườn là có cái đấy là thu hoạch à. Hy vọng chừng vài tuần nữa ha, nguyên một cái hàng thùng xanh này của mình đó là sẽ có đầy đủ những loại rau cải xanh để mình ra mình thu hoạch nha. Đó, chỗ này nó không có nắng nhiều, nắng chỉ vài tiếng thôi, cho nên nó thích hợp với chỗ đó mình trồng rau hơn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà coi nè, thích dễ sợ. Cái nhánh ổi mà anh Long ảnh tháp đó, đó, nó ra nhánh mà nó còn ra bông nữa nè cả nhà ơi, coi nè, bông nhỏ nhỏ đó, đó thấy không? Đó, cái đó là cái nhánh này, là như anh Long nói là ổi Thái đỏ đó, ổi Thái đỏ không hột đó. Cái nhánh nhỏ xíu mà nó tới 4-6 cái bông luôn, dễ sợ luôn không? Quá chừng bông luôn. Mà cái bông ổi Thái á, sao mình thấy cái bông của nó dài, còn cái bông ổi mà ổi thường á, cái mình thấy cái bông của nó giống như nó tròn tròn. Tùy theo loại ha, tùy theo loại mà cái bông nó khác. Đó, cái vàng này là gán vài tháng nữa mình sẽ có mướp, mướp Đài Loan mình ra thu hoạch. Anh Long ảnh trồng xong mấy cái mướp táo đằng trước á, ảnh đi vô trong nhà anh tắm rồi để chuẩn bị ăn cơm chiều. Đi làm về tranh thủ chạy ra ngoài vườn. Bây giờ là phải vô tắm rửa để ăn cơm. Nhưng mà mình còn mấy cái cây ớt này mình chưa trồng này, chắc tranh thủ mình trồng xuống luôn. Đất thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ để cây xuống thôi cho nên nó cũng rất là nhanh. Còn đây là một cái loại dưa nữa nè. Đó, cái loại dưa này á, là mình mua hạt giống ở trên Amazon ha. Cái tên của nó kêu là Pepino Melon, một cái loại dưa Nam Mỹ hay gì đó. Thấy cái trái, cái cây nó lùng lùng giống như cây cà thôi, cái trái nó rất là dễ thương đó, cho nên mình mua thử coi sao. Hy vọng là nó trồng nó thích hợp ở cái vùng của mình ha. Đây nè, đó, mình sẽ lồng cái hình cái trái đó lên cho cả nhà xem nha. Hy vọng là trồng sẽ tươi tốt để nó ra trái, mình thu hoạch mình làm video quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ chắc thôi mình tranh thủ mình trồng luôn mấy cái cây ớt này đi, trong khi chờ đợi anh Long ảnh đi tắm á. Mình sẽ trồng ở đây. Đây mình đã chuẩn bị xong hết rồi, mình đào hang luôn rồi nè. Lúc mà mình rảnh đó là mình ra mình chuẩn bị đất, mình xới đất, cái mình đào lỗ sẵn luôn. Còn nó ra rễ quá chừng không, cho nên nếu mà mình không có trồng xuống đó, mình để cái rễ nó nhiều quá, cái cây ở trong cái bình nó sẽ bị yếu. Mình trồng xuống dưới đây để cho nó tốt nha. Coi nè, cái rễ nó quá chừng luôn không. Hôm nay trong cái khu của mình họ tới họ lấy rác á, có xe đổ rác á, cho nên là nó hơi bị ồn. Ồn ơi là ồn. Đó, tới kìa. Tới lấy rác, tới lấy rác. Nguyên một hàng này là mình trồng ớt không nè. Cái khuôn đó là cũng ớt đó, cái đó là ớt kêu là ớt không cay ha, trái dài của năm trước nữa mình có trồng mình thu hoạch đó. Còn đây là mình mới trồng xuống đỏ, vàng và sô cô la. Hy vọng là vài tháng nữa mình sẽ có nguyên một hàng ớt nhiều màu ở chỗ này để mình ra mình thu hoạch nha. Trồng là một chuyện mà nó ra trái tươi tốt hay không là một cái chuyện khác nữa. Đó, bây giờ thì cứ hên xui đợi tới đó ra trái nhiều hay ít thì để coi như thế nào nha. Bây giờ thì thôi mình đi vô trong nhà, trễ rồi. Mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ cho hai vợ chồng mình xin một like. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh đó thì nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới ha, để có thể theo dõi thêm những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.